Mình là Liêu, kẻ sang ảnh. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn chinh phục đèo Violắc. Đèo Violắc nằm trên quốc lộ 24, trục đường chính nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, kéo dài từ ngã tư Thạch Trụ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Kon Tum với chiều dài ước tính khoảng 50 km. Đỉnh đèo nằm trên độ cao 1.300m so với mực nước biển, không chỉ là điểm mốc ranh giới giữa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với Buôn Tà E, xã Bờ E, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum mà còn là điểm phân chia thời tiết giữa vùng Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Theo tài liệu ghi chép, từ khi người Pháp khảo sát lập bản đồ địa hình Đông Dương với cái tên ban đầu là Violắc, sau đọc dịch thành Violắc, cũng có nhiều người gọi nhầm con đèo bằng một cái tên khác là Violet. Theo mình nghĩ là do ngôn ngữ địa phương ở Quảng Ngãi, chữ Á sẽ đọc thành chữ E, giống như ăn sẽ đọc thành en, vậy nên Violắc sẽ đọc thành Violet. Mặc dù hành trình vượt đèo Violắc khá phấn khích và thú vị, cho bạn những trải nghiệm độc đáo hoàn toàn khác so với những con đèo nổi tiếng khác ở miền Trung như đèo Hải Vân, đèo Ngoạn Mục, đèo Ngang hay đèo Cả, nhưng vì đường khá ngoằn ngoèo và hẹp nên rất dễ xảy ra tai nạn cho những bạn tay lái yếu hoặc không chú ý quan sát. Ngoài ra, điểm độc đáo và thu hút khách đến nơi đây tham quan trong những tháng vừa qua đó là săn mây, ngắm bình minh và thời điểm từ tháng 6 đến tháng 9, thời gian từ 5 giờ sáng đến 6 giờ 30 sáng là thích hợp nhất. Ngoài ra còn phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó nữa nhé, nên chọn những ngày không mưa là thích hợp nhất. Mọi người có thể kết hợp săn mây ở đèo Violắc, sau đó ghé Măng Đen thăm thú. Măng Đen cũng là một điểm được xem là Đà Lạt thứ hai của Việt Nam. Tất nhiên trước khi đi thì bạn cũng không được quên kiểm tra máy móc xe thật kỹ, nhất là phanh xe và đổ đầy xăng. Nhiều bạn đi xe máy phải dừng xe giữa chừng để sửa chữa mà bỏ lỡ thời điểm săn mây thì thật sự tiếc thay. Là một người con của Quảng Ngãi, chúng ta hãy quảng bá cảnh đẹp quê mình đến với bạn bè biết tới để quê ta phát triển du lịch hơn nữa nha.